chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái chủ đề đấy, chính là những cái điều mà đàn bà đừng bao giờ để cho đàn ông xâm phạm. Các bạn thân mến, khi yêu thì mình luôn luôn khuyến khích các bạn hãy yêu thật lòng, hãy yêu chân thành, hãy yêu chung thủy. Nhưng cũng có những cái giới hạn của nó. Và đây sẽ là những cái điều mà là con gái, là đàn bà thì tuyệt đối đừng bao giờ để đàn ông xâm phạm đến những cái thứ này. Đó là những thứ gì vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Cái thứ đầu tiên mà không bao giờ được phép để đàn ông xâm phạm đến, đấy là cái quyền quyết định cuộc sống cũng như cảm xúc của mình. Khi yêu thì rất nhiều trong số chúng ta không kiểm soát được cảm xúc của mình, và đặc biệt là con gái. Một khi đã yêu chân thành, một khi đã dành hết tình cảm cho người đó, thì các bạn coi người đàn ông là cả cuộc sống của mình. Mỗi một cái nhất cử nhất động của anh ấy thôi, các bạn cũng để cho người ta quyết định cảm xúc của các bạn. Hôm nào mà người ta ứng xử đúng, người ta làm các bạn vui, người ta nói những câu hay, thì ngày đấy của các bạn nở hoa. Còn hôm nào mà người ta làm cho các bạn buồn, người ta không quan tâm đến các bạn cái, là bắt đầu là cuộc sống của các bạn bế tắc. Và trong tình yêu, đặc biệt là khi bạn đã thích một người ấy, có rất nhiều tình huống là lâu lâu cái chàng trai đấy mới nhắn tin với các bạn một lần. Lúc đấy tình cảm của các bạn dâng trào, thích quá. Điều mình mong ước bấy lâu đã xảy ra, anh ấy đã nhắn tin cho mình rồi. Anh ấy chỉ nhắn một cái tin rất là đơn giản thôi, có thể là em đang làm gì đấy, hoặc là bận không, ví dụ thế. Xong rồi mình nhìn thấy mình vui quá, mình nhắn hàng dài, trang dài những cái tin nhắn để hy vọng có sự kết nối với người đàn ông đấy. Thì bắt đầu người ta, có người thì trả lời lại, có người thì không trả lời lại, hoặc người ta trả lời lại nhưng mà rất thờ ơ và lại nhạt. Thế là các bạn buồn, thế là các bạn đau, và thế là các bạn để cho người đàn ông quyết định cảm xúc của các bạn là vui hoặc buồn theo cái ứng xử của người đàn ông đấy. Các bạn thân mến, đừng bao giờ để người đàn ông quyết định cảm xúc của các bạn. Các bạn cần biết rằng các bạn yêu thì các bạn yêu thật, nhưng đừng bao giờ để mình bị lụy đến cái mức độ đó. Không có bất kỳ người đàn ông nào các bạn cũng phải sống tốt. Điều đấy không có nghĩa là mình nói rằng các bạn không coi trọng tình yêu hay không coi trọng một cái tình yêu chân thật. Các bạn coi trọng nó, nhưng các bạn được cần đặt nó ở một cái vị trí nó phù hợp, chứ không phải đặt nó ở một cái vị trí thái quá và rồi nó hủy hoại đi cuộc sống của các bạn. Các bạn nên biết rằng các bạn có vui hay không vui là do tất cả là do các bạn. Không thể nào mà là do ứng xử và hành vi của một người đàn ông mà có thể quyết định được các bạn, đúng không? Các bạn cần biết rằng những cái thứ các bạn trao đi là có giá trị. Tình yêu, sự chân thành, sự quan tâm và những cái thứ đẹp đẽ mà các bạn trao đi trong tình yêu đấy, nó là những cái thứ giá trị. Bạn phải là người bảo vệ những cái giá trị đấy bằng cái việc là chỉ trao nó đi cho một người xứng đáng và một người biết trân trọng thôi. Đấy, mình cứ biết là mình đến cái tình yêu này với tư thế của một người cống hiến, một người cho đi như thế. Tư thế rất là cao, và ai là người xứng đáng sẽ tiếp tục được nhận những cái điều tốt đẹp đó. Còn nếu không, họ sẽ phải đối mặt với một cái tình huống là có thể họ sẽ phải mất. Đấy, chứ là phụ nữ đừng bao giờ để đàn ông quyết định cảm xúc của mình. Cái thứ hai mà là phụ nữ đừng bao giờ để đàn ông xâm phạm đến, đấy là cái quyền được trân trọng của mình. Các bạn thân mến, rất nhiều cô gái khi bước vào tình yêu vứt hết lòng tự trọng đi, vứt hết cái quyền lợi được trân trọng đi. Ôi, chỉ cần được ở bên anh ấy thôi, em như thế nào cũng được, khao khát một cái cơ hội chỉ cần ở bên người ta thôi. Ví dụ bạn yêu một người đàn ông, bạn yêu người ta rất chân thành, nhưng một hôm bạn phát hiện là anh ta đằng sau lưng mình, anh ta nói rằng chê mình xấu, rồi chê mình điểm này không tốt, điểm kia không tốt. Thì đấy là một trong những cái hình thức mà bạn không được trân trọng đấy. Các bạn, vì các bạn, một khi bước tới tình yêu, mình đã nói rồi, bất kể các bạn có ngoại hình như thế nào hay tài năng và học vấn ra sao, các bạn phải luôn luôn biết rằng một khi mình đã bước tới tình yêu là mình bước tới với một người biết trân trọng những giá trị mà mình có. Chứ không phải trước mặt mình thì họ cũng cười cười nói nói, đằng sau lưng mình thì bắt đầu họ chê mình điểm này điểm kia. Hãy quán triệt ngay với cái người mà các bạn quen ý, là có điểm gì chưa tốt hoặc không tốt, hoặc là không hài lòng từ phía người kia. Hãy nói trực tiếp với nhau, chứ đừng bao giờ nói xấu sau lưng. Vì đấy là cái cách mà không tôn trọng bản thân cũng như không tôn trọng người khác, các bạn ạ. Còn một khi mà các bạn phát hiện ra một người đàn ông, một khi các bạn đã bày tỏ cái quan điểm như vậy rồi, mà người đàn ông mà các bạn yêu vẫn ở đằng sau lưng nói các bạn điểm này không tốt, điểm kia không tốt, thì đấy cũng là lúc bạn nên cân nhắc xem liệu người đàn ông này có nên ở tiếp tục trong cuộc sống của mình nữa hay không đấy. Cái điều thứ ba mà bất kỳ một người phụ nữ nào cũng không bao giờ được để đàn ông xâm phạm, đấy là cái quyền được chung thủy của mình. Một khi các bạn đã bước được tình yêu là các bạn có quyền được chung thủy. Một khi mà các bạn làm được,
Đương nhiên nếu các bạn không làm được thì mình chẳng có quyền gì để đòi hỏi cả, đúng không? Nhưng một khi mình làm được cái sự chung thủy đấy thì một khi đã bước đến tình yêu, các bạn có quyền đòi hỏi ở đối phương một cái sự chung thủy. Còn nếu không thì sao? Xin mời bước ra ngay khỏi cuộc sống của các bạn. Các bạn nên nhớ rằng cái người mà đáng để các bạn trân trọng ấy, đáng để các bạn tiếc nuối ấy, là cái người mà coi bạn là duy nhất, thì người đấy mới có giá trị với mình thôi. Chứ còn một khi người ta không coi mình là duy nhất, người ta coi vài cô, hai cô trở lên ấy, là quan trọng là yêu với họ ấy, thì chẳng có giá trị gì với mình cả, đúng không các bạn? Chỉ khi người ta chung thủy với mình, người ta tốt đẹp với mình, người ta chỉ có một mình thôi, lúc đấy mình đáng để mình yêu, để mình thương, để mình trân trọng, để mình hy sinh. Chứ còn cô ta còn vì một vài những cô khác thì chẳng có giá trị gì với mình cả. Hất đi ngay và luôn các bạn nhé. Và cái điều thứ tư mà là con gái nhất định phải bảo vệ cái quyền lợi này của mình, đấy là cái quyền được công khai trong thế giới thực và thế giới ảo. Công khai trong thế giới thực và thế giới ảo là như thế nào? Thế giới thực là khi mà các bạn sống ở trong cuộc sống với bố mẹ người ta, anh chị em người ta, bạn bè người ta, các bạn được công khai với họ. Thế giới ảo là như thế nào? Ảo là trên Facebook, Zalo và những cái trang mạng xã hội khác, bạn cũng sẽ được công khai. Còn nếu như họ chặn các bạn ở Facebook hoặc là Zalo hoặc là bất kỳ một cái mạng xã hội nào khác để bạn không thể tiếp cận được người ta, hoặc trong thế giới thật người ta không muốn bạn, không muốn công khai bạn với bất kỳ ai đấy, gặp ai đấy là người ta sợ. Các bạn mà đi với nhau là người ta sợ ai đó sẽ phát hiện các bạn đi với nhau. Thì đấy là lúc các bạn cần xem lại cái mối quan hệ với người đàn ông này. Bởi vì đây là một cái quyền lợi nó cơ bản nhất của một người đang yêu, tức là được công khai trong thế giới thực và thế giới ảo. Bởi vì nếu thực sự yêu bạn thì không có cái lý do gì để mà người ta không công khai cả, đúng không? Người ta có phải minh tinh màn bạc mà ví dụ như là công khai mình ra thì người ta bị ảnh hưởng rất là lớn. Ừ, nếu người ta là minh tinh màn bạc, là người thuộc cái thế giới đặc biệt như thế, ừ thì mình có thể hiểu được. Nhưng cũng không đến nỗi phải giấu bạn trong thế giới thực và thế giới ảo đó. Ví dụ trên trang mạng xã hội chẳng có lý do gì mà họ chặn các bạn, không cho các bạn liên hệ cả, đúng không nào? Cho nên cái điều này tất cả các bạn phải nhớ, các bạn có cái quyền đấy một khi các bạn yêu. Đừng bao giờ để đàn ông xâm phạm cái quyền này của các bạn. Một khi họ không thể đáp ứng được cái quyền lợi này cho các bạn, cho người ta ra khỏi cuộc sống của mình luôn đi, vì bạn xứng đáng, vậy thôi. Rất nhiều bạn trong tình yêu thì có chia sẻ với mình là anh ấy chặn Facebook do của em, không cho em nói chuyện nữa, chỉ nói chuyện với Zalo với em thôi. Hoặc có những bạn thì anh ấy chỉ liên hệ ở Facebook và Zalo mà phụ với em thôi, còn chính thì không liên hệ. Hoặc là có những bạn ấy nói với mình rằng ôi, mỗi khi em với anh ấy ra ngoài mà gặp người thân hoặc người quen một cái là anh ấy sốt sắng hết cả lên và phải giấu mọi người. Vậy thì những cái tình huống này như vậy thì các bạn cũng phải biết rằng người này không có yêu các bạn, không có yêu các bạn chân thành và không thật lòng với các bạn, thì họ mới đối xử với các bạn như vậy. Một trong những cái biểu hiện nó quá là rõ ràng trong tình yêu. Thế nhưng nhiều bạn không nhận ra, hoặc có những bạn biết nhưng mà cố tình coi như không biết, phớt lờ đi bởi vì mình yêu người ta quá rồi, mình cứ tự lừa dối bản thân là người ta yêu mình. Và thế là cứ chấp nhận cái điều đấy. Và rồi các bạn càng chấp nhận các bạn càng đau khổ các bạn ạ. Và cái điều thứ năm mà đừng bao giờ để đàn ông xâm phạm đến, đấy là cái quyền được có một cái tương lai và hướng tới một cái tương lai trọn vẹn cho cả hai các bạn. Đấy là cái tương lai dành cho hai người. Đương nhiên bạn không phải ngồi đây và bạn ép người ta là à anh ơi, trong năm nay hay năm sau chúng ta phải cưới nhau, chúng ta phải xây đắp một gia đình với nhau. Nhưng ít nhất người ta sẽ muốn lâu dài với các bạn và có kế hoạch là trong tương lai sẽ hướng tới cái cuộc sống của hai người đấy. Có thể là không nói định rõ là thời gian nào, nhưng ít nhất người ta có cái mong muốn đấy. Đây là một trong những cái biểu hiện rất rõ để biết là một người có thật lòng với các bạn hay không. Đừng bao giờ tin một người là yêu các bạn như thế nào, chân thành với các bạn như thế nào, trong khi không bao giờ họ tính đến cái chuyện mà họ sẽ cưới các bạn hay là sẽ về chung một nhà với các bạn. Về chung một nhà ở đây có nghĩa là cưới một cách chính thức, chứ không phải là sống chung nhá. Các bạn đừng hiểu lầm. Đừng bao giờ sống chung, sống thử trước hôn nhân khi chưa có cái hôn nhân đấy, chưa có cái sự đăng ký kết hôn đấy, vì đấy là sự thiệt thòi cho các bạn. Và nếu như một người đàn ông đã yêu các bạn được một thời gian, không cần quá dài nhé, chỉ cần vài tháng thôi, là các bạn cũng có thể biết là trong tương lai là mình có xuất hiện trong cái tương lai của người ta hay không rồi. Còn nếu như một khi đã phát hiện ra rằng à mình sẽ không bao giờ là người xuất hiện trong tương lai của anh ta, thì đừng bao giờ tiếp tục cái mối quan hệ đấy, bất kể là tình cảm của các bạn sâu đậm đến như thế nào. Vì thực sự
đối với mình mà nói, tất cả các bạn dù là nam hay nữ, các bạn luôn luôn là những người có giá trị. Các bạn được sinh ra ở thế giới này, đấy là một điều kỳ diệu của cuộc sống. Và trách nhiệm của chúng ta đấy chính là chúng ta phải trân trọng cái điều kỳ diệu đấy bằng cái việc là chúng ta bảo vệ cái quyền lợi chính đáng cho mình, bằng cách là chúng ta sống với một cái tình yêu mà nó chân thành nhất, nó đúng đắn nhất và nó xứng đáng với các bạn. Đừng bao giờ hạ thấp giá trị của bản thân mình để đi yêu một người mà họ không có đủ những cái điểm mà mình đã chỉ ra cho các bạn, không cho bạn đầy đủ cái quyền lợi đó các bạn nhé. Thì lúc đấy người ta có giàu, có đẹp, có tài giỏi đến đâu, đối với mình cũng là một con số không, và đối với mình cũng không có bất kỳ một giá trị gì hết. Vì cái người thực sự có giá trị với bạn là người biết trân trọng bạn, coi bạn là duy nhất và có mong muốn cùng bạn xây đắp một cái gia đình mà nó trọn vẹn. Đừng bao giờ bao biện cho cái việc một người đàn ông không thể cung cấp cho các bạn những điều này, vì đấy chỉ là những lời bao biện mà thôi. Mình hy vọng rằng những cái chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm nhé. Hãy đến với câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu thì các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút subscribe để ủng hộ mình, cũng như nút chuông bên cạnh đấy để nhận được những video mới nhất và nhận được thông báo khi video mới được đăng lên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay thôi. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ, em mong chị cho em lời khuyên trong tình huống này. Em có quen một bạn nam người nước ngoài qua mạng, người Sinh, và bọn em đã nói chuyện với nhau được một tháng hơn. Anh ấy chuẩn bị về Việt Nam chơi với em thì vì dịch cho nên không về được. Sau đó anh ấy có tỏ tình với em mặc dù chưa gặp mặt, nhưng thực sự thì em cũng rất thích anh ấy nên đã đồng ý. Anh ấy cũng nói chưa bao giờ yêu ai mặc dù chưa gặp em, nhưng em cũng cảm nhận được điều đó. Sinh nhật em vừa rồi anh ấy cũng cố gắng để gửi quà cho em. Anh ấy định là hết dịch thì sẽ về thăm em. Nhưng em đang phân vân, nếu anh ấy về em gặp anh ấy thì liệu có nên không tình dục không chị? Em thân mến, nếu anh ấy về yêu em, chuyện bọn em chưa có tình dục nó là chuyện rất bình thường chứ, đúng không? Em còn bây giờ bọn em mới quen nhau được 1 tháng thôi. Em phải nhớ một cái điều như này: người ta yêu nhau 3 năm, 5 năm, 10 năm người ta còn chưa thực sự hiểu về một người, chứ đừng nói bọn em mới quen nhau được 1 tháng xong rồi đã yêu nhau như thế. Đương nhiên chị không có nói là nó không thật, bởi vì đôi khi tình yêu nó đến tự nhiên lắm. Có khi ở gần nhau lâu mà không có cảm xúc, nhưng mà mới quen nhau thì lại có, yêu nhau thì nó là chuyện bình thường. Nhưng cái điều chị muốn nhấn mạnh ở đây là em cần có thời gian lâu hơn để tìm hiểu về người đàn ông này. Thời gian đầu yêu nhau ấy thì luôn luôn là những cảm xúc rất đẹp, và đôi khi thì đừng có tin quá, bởi vì thực sự em chưa biết anh ấy là ai mà em đã gặp anh ấy bao giờ đâu, đúng không? Cho nên là mặc dù yêu thì chúng ta đương nhiên vẫn là dành những cái tình cảm chân thành, thế nhưng chúng ta cũng cần phải có cái sự cẩn thận nhất định của mình ở đấy. Chị nghĩ rằng em chưa nên quan hệ tình dục nếu như em chưa thực sự chịu trách nhiệm được với tất cả những gì xảy ra. Ví dụ sau khi quen nhau này, sau khi có quan hệ với nhau thì có thể mang bầu này, em đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái việc nếu có thể mang bầu thì mình đã đối mặt với nó như thế nào chưa? Hoặc sau khi quan hệ với nhau bọn em sẽ không đến với nhau, sẽ không lấy nhau, em đã chuẩn bị được cái tình huống như thế chưa? Đấy, nếu em thấy rằng cái chuyện đấy cũng bình thường, em chấp nhận được hết, không vấn đề gì cả, cái chuyện đấy nó không sao. Nhưng mà chị thì chị nghĩ rằng nếu chưa sẵn sàng cho tất cả tình huống đấy thì chưa nên quan hệ. Với cả bọn em cũng mới gặp nhau, có một ví dụ anh ấy đến đây thì cũng gặp nhau lần đầu tiên, chưa quan hệ thì nó cũng là chuyện bình thường thôi. Và chị nghĩ rằng trong cái lúc mà nói chuyện với nhau mà có thân mật thì em cũng phải gợi ý để cho anh ấy biết rằng cái chuyện đấy về Việt Nam với em ấy thì bọn em cũng chưa cái chuyện đấy đâu, để xem cái phản ứng của anh ấy như thế nào. Nếu như anh ta chỉ là một người không chân thành với mình thì khi biết được cái ý định là sang Việt Nam cũng sẽ không làm gì được em đâu, sẽ không có chuyện ấy với em đâu á, thì nếu không chân thành người ta sẽ không sang nữa em ạ. Đấy, cho nên là đây cũng coi như là một cái thử thách đi, cũng không phải là mình thử với anh ấy, nhưng mà thực sự là cũng là như vậy thật mà. Nhưng mà mình cố gắng mình nói trước để họ đừng có hụt hẫng quá, không họ lại nghĩ rằng sang đây là có thể được quan hệ với mình, nhưng mình không quan hệ sẽ bắt đầu người ta hụt hẫng. Xong người ta có cảm giác như mình lừa người ta sang đây, xong rồi bắt đầu như vậy đấy. Cho nên mình cố gắng là lựa lời cách này hay cách khác, rồi mình có thể nói chuyện trong tình yêu, xong rồi quan điểm trong tình yêu, trong cuộc sống, xong rồi mình lựa lời, mình đưa vào đó cái quan điểm của mình để cho anh ấy biết là sang đây
em rất là yêu anh, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ có chuyện đấy đâu. Đấy, nhưng em có thể nói khéo theo cách này cách khác để mình không nói thẳng như vậy, nhưng gợi ý để người ta hiểu về điều đó. Hoặc em cũng có thể nói thẳng là đối với em thì em nghĩ rằng yêu nhau là phải đến giai đoạn này, đến giai đoạn này thì mới có chuyện đấy cơ. Bởi vì bọn em yêu nhau mà, nhắc về cái chuyện đấy thì cũng bình thường đúng không? Cho nên là cố gắng là nói trước khi là anh ấy có quyết định sang bên này, để sau này ví dụ người ta có sang, người ta không có chuyện đấy, người ta cũng đừng có trách, không là lại bảo em lừa người ta nhá. Đấy là mình cứ cố gắng là mình trao đổi những cái đấy trước đi, để mình nhìn thấy cái độ chân thành ở nhau. Đấy, đấy là cái điều đầu tiên. Còn sau này, ngay cả khi gặp em rồi, em vẫn nhìn thấy cái sự chân thành của anh ấy. Có không có chuyện đấy, anh ấy vẫn yêu mình, vẫn trân trọng mình. Ừ, thì đấy có thể coi là bước đầu mình đã yêu được một chàng trai chân thành. Sau đó, nó sẽ là cả một cái hành trình yêu xa của bọn em. Mới yêu thì cảm xúc dâng trào lắm. Mà để tình yêu tồn tại và bền vững, nó cần cái bản lĩnh của cả hai người rất là nhiều. Sau này khi mà bọn em yêu nhau thì cũng sẽ có những lúc em phải sáng đấy thăm người ta chứ, đâu phải lúc nào người ta cũng thăm mình, đúng không? Nên là yêu nhau lâu rồi cũng sẽ lại có những lúc người ta lại sang bên này thăm mình nữa. Thì có thể ở trong những cái lần thứ hai, thứ ba hoặc là thứ tư anh ấy sang đây, em sẽ sẵn sàng để có thể là mình có thể quan hệ. Nhưng mà chị nói thật là em phải chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả các tình huống xấu nhất xảy ra thì hãy quan hệ. Còn nếu mà mình không chấp nhận được thì đừng bao giờ vì cái cảm xúc nó thăng hoa quá, xong rồi mình cái chuyện đấy, xong rồi sau đấy mình chia tay, mình không chấp nhận được cái sự thật là mình chia tay thì thực sự rất là khổ. Cái thứ hai nữa là đôi khi có những bạn có tư tưởng tiến bộ ấy, các bạn thấy rằng cái đấy nó cũng chỉ là một cái chuyện bình thường thôi thì bạn ấy dễ dàng để vượt qua. Nhưng có những bạn ấy coi đấy là cái rất là quan trọng trong cuộc sống, mà khi mà các bạn đã làm đến chuyện đấy một lần, các bạn không tự tin để làm cái chuyện đấy với một người về sau nữa, thì dẫn đến cái tâm lý tự ti rồi không dám yêu nữa, thì có rất nhiều hậu quả đằng sau đấy. Thì em phải xác định cho thật rõ, thật kỹ. Một khi đã quan hệ thì em phải xác định là ngay cả khi không đến được với nhau, mình có chấp nhận được không? Chấp nhận được, ok, chúng ta đến với nhau. Mà không chấp nhận được thì chúng ta sẽ phải nhịn, cố gắng chịu đựng cái chuyện đấy nhá. Bởi vì yêu nhau thì có rất nhiều cách để bọn em có thể thăng hoa trong cảm xúc, mà cũng không hẳn là làm cái chuyện đó. Thì mình có thể tìm hiểu về cái phương pháp đấy để bảo vệ mình nhá. Bảo vệ mình là cái điều rất là quan trọng. Và một khi mà đã quyết định có cái chuyện đấy thì phải dùng các biện pháp bảo vệ cực kỳ phải an toàn. Chứ không thể nào mà vì sung sướng mình không dùng biện pháp bảo vệ, xong rồi hậu quả là một mình chịu đấy. Rồi là những cái này á, có thể là mình sai một lần thôi, nhưng mà mình sẽ phải hối hận cả đời. Ví dụ mà để lỡ mang bầu cái, mà sau này mà phải không giữ được đứa con, mà phải mang đi để mà phá cái đứa con của mình đi, thì thực sự nó sẽ là cái ám ảnh cả một đời của mình. Cho chị nghĩ rằng có quyết định quan hệ hay không, em phải có một cái sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước những cái tình huống xấu nhất. Chấp nhận được thì ok, mình tiếp tục. Mà nếu không thì mình tạm dừng cái chuyện đấy lại em nhá. Tiện đây thì chị cũng muốn chia sẻ một vài cái kinh nghiệm và những cái lời khuyên dành cho các bạn yêu trên mạng mà là yêu xa như thế này á. Ở hai đất nước khác nhau, chúng ta đừng có vội tin người quá. Tức là đương nhiên chị không nói là yêu nhau không có niềm tin, đất nước nào cũng có những người tốt, những người tuyệt, và cũng có rất nhiều các cái cặp đôi mà họ yêu nhau ở những nước khác nhau mà cuối cùng họ có cái kết viên mãn và đấy là những người chân thành. Nhưng cũng có không ít những người mà chúng ta lúc mới yêu chúng ta nghĩ người ta rất tuyệt, rất tốt. Nhưng sau đấy mình mới biết là đấy chỉ là sự giả tạo thôi. Cái lúc mới quen mình người ta như thế để người ta lừa mình, để người ta có được mình. Ví dụ thế, cái tình huống đấy không phải là thiếu. Mà một khi chúng ta đã lên mạng, chúng ta có người yêu, chúng ta phải chuẩn bị tất cả những cái kiến thức cần có để có một cuộc tình thành công. Đôi khi có rất nhiều các tình huống các bạn yêu ở trên mạng ấy, có cái tình huống nó rất là bất cập, nó thật sự là vô lý hoang đường ấy. Nhưng tại vì có tình cảm, có cảm xúc, các bạn cứ không quan tâm đến những cái đấy. Xong rồi yêu một thời gian sau bắt đầu mới vỡ lở ra, là tất cả như vậy chỉ là giả dối mà thôi. Đương nhiên chúng ta có niềm tin, nhưng chúng ta cũng phải đủ tỉnh táo, thông minh để đưa ra những quyết định đúng đắn. Chúng ta có niềm tin nhưng chúng ta không ngu muội. Đấy là cái điều cực kỳ phải biết trong cái mối quan hệ yêu xa và yêu ở trên mạng. Cái một điều nữa với tất cả những bạn yêu xa ấy, mình biết là lúc mới yêu các bạn vui lắm, các bạn hạnh phúc lắm. Nhưng đằng sau đấy nó là cả một hành trình rất dài, rất dài, rất dài, mà nó cần bản lĩnh của các bạn rất lớn. Có những lúc các bạn sẽ không có những cảm xúc hạnh phúc như thế nữa đâu. Nên mình nói như vậy có thể bây giờ các bạn không cảm nhận được đâu, nhưng sau này các bạn sẽ cảm nhận được. Một khi yêu nhau một thời gian, có thể nó tan vỡ vì người kia không chân thành,
cũng có thể nó tan vỡ không phải vì người kia không chân thành, mà vì trong tình yêu chúng ta chưa thực sự có một cái tâm lý chuẩn bị sẵn sàng nhất cho những cái tình huống thử thách, và chúng ta chưa chuẩn bị đầy đủ cái kiến thức để làm sao cho tình yêu nó có thể thăng hoa và bền vững. Cho nên song song với cái việc mà bây giờ mình chìm đắm trong tình yêu, mình có tình cảm, bây giờ mình rất vui, đồng hành với nó, em cũng cần phải sắm cho mình những cái kiến thức, trang bị cho mình những cái kiến thức trong tình yêu. Đặc biệt là yêu xa, mình sẽ phải đối mặt với những cái khó khăn gì thì mình phải biết, để cuộc tình nó bền vững, để cuộc tình nó lâu dài, để thực sự đây là một tình yêu nó sẽ đơm hoa kết trái và đi đến cái kết tuyệt vời. Nhiều bạn yêu xa xong rồi cuộc tình nó không thể bền vững được, xong rồi các bạn trách cho số phận, trách cho hoàn cảnh, trách là yêu xa thì sẽ không thể tồn tại được đâu. Nhưng các bạn phải biết rằng nó có tồn tại được hay không, có bền vững được hay không, tất cả là do các bạn, do ứng xử của các bạn hết, do niềm tin của các bạn, do suy nghĩ của các bạn, do câu nói, tư duy, quan điểm của các bạn hết. Đấy, những cái đó là quyết định cuộc sống của các bạn. Cho nên khi mà yêu xa thì mình khuyến khích tất cả các bạn hãy có niềm tin nhá. Hãy có niềm tin, nhưng đồng thời với đó là chúng ta cần phải tỉnh táo. Chúng ta chuẩn bị và trang bị đầy đủ các kiến thức để tình yêu đấy nó sẽ bền vững và lâu dài. Đấy là những cái lời khuyên mà hôm nay mình dành cho tất cả các bạn yêu xa này, các bạn yêu trên mạng này, và đặc biệt là em gái trong câu chuyện ngày hôm nay. Đấy, giải đáp với câu hỏi của em là anh ấy sang bên này mà không quan hệ tình dục có được không? Anh ấy sang bên này mà không quan hệ tình dục nó là chuyện rất bình thường chứ, đúng không? Mới quen nhau mà, đâu phải anh ấy cứ sang bên này thì mình phải quan hệ tình dục với người ta. Cho nên cái đấy mình phải rõ ràng em nhá. Nhưng mà quan trọng hơn là, cái quan trọng nó không phải là vấn đề là em có quan hệ hay không, vấn đề quan trọng là em trao đổi với anh ấy như thế nào. Mặc dù có thể là mình không quan hệ với anh ấy, nhưng mà mình phải nói làm sao cho nó đôi bên cùng thoải mái, thể hiện cái sự tôn trọng của mình đối với anh ấy, chứ không phải là mình xuồng xã được em nhá. Đấy, mình không có chuyện đấy, mình vẫn phải tôn trọng người ta. Và đấy là chia sẻ của mình ngày hôm nay. Mình rất hy vọng rằng chúng sẽ hữu ích cho các bạn yêu xa, yêu trên mạng mà muốn có một tình yêu bền vững lâu dài. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.